Nữ hoàng chuyển giới bức xúc vì phát ngôn sai của Trấn Thành về LGBT. Chia sẻ của Trấn Thành và Hương Giang và đối tượng yêu đương của người chuyển giới khiến nhiều thành viên khác trong cộng đồng LGBT trách móc. Vừa qua, tập 7 của Người ấy là ai mùa 3 được khán giả quan tâm khá nhiều khi nữ chính là người chuyển giới và lên chương trình để tìm một người đàn ông cho mình. Tại đây, Hà An được Hương Giang, Trấn Thành dành nhiều lời khuyên và động viên khá nhiều vì hơn ai hết, họ luôn muốn tất cả mọi người dù là ai cũng phải có được hạnh phúc. Nữ hoàng chuyển giới lên tiếng vì phát ngôn của Trấn Thành. Cũng trong chương trình, ông xã Harry Won và Hương Giang cũng bày tỏ quan điểm về người chuyển giới chỉ muốn yêu trai thẳng mà không có nhu cầu tình cảm với giới tính khác, bao gồm các thành viên của cộng đồng LGBT. Cụ thể, anh cho hay, chuyển giới là sinh ra có tâm hồn, tính cách, suy nghĩ, niềm tin đều là một người phụ nữ. Không bao giờ yêu phụ nữ, chỉ thích yêu đàn ông nhưng vô tình. Xui cái là họ sở hữu cơ thể của một người đàn ông. Vì vậy, khi người ta tin người ta là phụ nữ, người ta phải đi tìm cách thay đổi hình hài đó để trở lại thành một người phụ nữ đúng với bên trong của người ta thôi. Và đó là một người phụ nữ thuần túy, đó là chuyển giới nữ. Và quan điểm này được Hoa hậu Hương Giang ủng hộ. Chính vì thế mà họ chỉ yêu được những người đàn ông thẳng, thẳng thôi chứ không yêu được màu tím. Ngay lúc này, khán giả có khá nhiều tranh cãi khác nhau và cho rằng cả hai nghệ sĩ đang định nghĩa khá đóng khung. Chuyện yêu ai còn phụ thuộc vào xu hướng, bản thân. Ngay lúc này đây, nữ hoàng chuyển giới Minh Ngọc cũng lên tiếng chê trách MC mà kiến thức còn lỗ hổng quá. Chuyên gia phản bác quan điểm của Hương Giang Trấn Thành. Khi chương trình lên sóng, chuyên gia LGBT Huỳnh Minh Thảo đã viết dòng trạng thái khá dài phản bác quan điểm của hai nghệ sĩ. Thậm chí anh khẳng định điều mà họ nói hoàn toàn sai 100%. Hiện tại, sự việc này xuất hiện khá nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Hương Giang đã lên tiếng nhận sai và xin lỗi cộng đồng LGBT. Mỗi người một cách hiểu và thật khó để có một đáp án nào chính xác. Quan trọng nhất vẫn là tình yêu, cảm xúc của cá nhân trong câu chuyện chính mình.